trong các MV của Sao Việt, họ không chỉ gây bão bởi giai điệu hay và lời bài hát ý nghĩa, mà họ còn gây bão bởi phong cách quần áo, đầu tóc vào trong MV. Hôm nay, Bamzai TV Trendy sẽ gửi tới cho các bạn bảng xếp hạng những kiểu tóc hot và tạo thành trào lưu của các Sao Việt trong tháng 5 vừa qua. Đẹp trai đến 30 sai, muốn đẹp trai, muốn đẹp trai, muốn đẹp trai đến 30 sai, muốn đẹp trai, muốn đẹp trai, muốn đẹp trai đến 30 sai. Luôn đứng đầu trong việc gây sốt bởi các MV mới ra lò, Sơn Tùng NTP còn liên tục tạo ra những xu hướng tóc. Vậy nên không có gì khó hiểu khi Sơn Tùng đứng đầu trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Kiểu tóc mà Sơn Tùng đã tạo mưa tạo gió trong tháng 5 vừa qua đó chính là kiểu tóc Faux Hawk. Đây là kiểu tóc biến thể của Sport. Tuy nhiên, nó khá mới mẻ, độc đáo và phá cách hơn rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà nó khó ứng dụng. Sau khi Sơn Tùng tạo nên trào lưu thì đã có rất nhiều nam giới hưởng ứng và ứng dụng thành công từ kiểu tóc mới lạ này. Layer Moi không phải là một kiểu tóc xa lạ đối với phái mạnh, đặc biệt là trong thời gian gần đây, kiểu tóc này đã hoàn toàn chinh phục được phái mạnh sau khi tạo ra một làn sóng mạnh mẽ. Trong MV Yêu Được Không, Đức Phúc cũng đã ứng dụng ngay kiểu tóc mang đậm chất phong cách Hàn Quốc. Ngay sau khi MV này ra lò thì đã có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng ngay kiểu tóc này vì đây là một kiểu tóc rất được lòng phụ huynh, cũng rất thời trang và sành điệu. Nhắc đến Moonlet, các bạn đều nghĩ đây là kiểu tóc nghịch ngợm, phá cách. Tuy nhiên, với hình ảnh của Gil Lê trong MV Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình lại đem đến một Moonlet với phong cách hoàn toàn khác lạ. Bằng việc cắt tỉa phần mái layer rất tự nhiên, bồng bềnh thì Gil Lê đã thổi một nét lãng mạn vô cùng ngọt ngào vào trong kiểu tóc này. Việc kết hợp với màu sắc đang rất thịnh hành hiện nay thì kiểu tóc của Gil Lê càng trở nên đậm chất Hàn Quốc hơn, nhưng nó cũng rất ngầu và chất. Kiểu tóc này sẽ phù hợp với những bạn yêu phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn và những bạn có phong cách hơi hướng nghệ sĩ. Khi để kiểu tóc này nên có phong cách thời trang, nếu không nó sẽ phản chủ. Saipat là kiểu tóc đem đến sự lãng tử, thư sinh nhưng cũng chứa đầy sự ngọt ngào và lãng mạn. Trong MV Sao Em Vô Tình, Jack đã sở hữu kiểu tóc Saipat rất phù hợp với nhân vật, đó chính là học sinh. Kiểu tóc này đã giúp Jack che đi được khuôn mặt hơi gầy, gò má cao, giúp Jack trẻ hơn với lứa tuổi học trò trong MV. Xin chào anh em, hiện tại thì bọn mình có kênh Bamzai TV Trendy, là một kênh xu hướng truyền cảm hứng cho nam giới làm đẹp để những cái trend đẹp nhất tôi sẽ gửi đến cho anh em qua kênh Bamzai TV Trendy. Và ngoài ra thì bọn mình cũng mới lập một kênh, đó chính là kênh Bí Quyết Đẹp Trai, để anh em sau khi mà có cảm hứng từ kênh Trendy kia rồi thì anh em qua kênh Bí Quyết Đẹp Trai để học được cho mình những cái tip, những cái mẹo làm đẹp riêng cho bản thân mình. Nên là nếu mà anh em nào muốn đẹp trai, muốn làm đẹp, hãy nhớ ấn subscribe kênh Bamzai TV Trendy và kênh Bí Quyết Đẹp Trai, và đừng quên bật chuông thông báo để nhận video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Muốn đẹp trai đến 30 size.